Đây là toàn bộ thủ tục để em bổ nhiệm anh Nghĩa làm tổng giám đốc của Lan Hà. Em đọc kỹ đi nhé. Nhiều thế này anh? Hồ sơ dày, thủ tục nó thế. Anh cũng phải mời cả anh Tâm, kế toán trưởng xuống đây để làm chứng cái việc này nó diễn ra một cách cụ thể và minh bạch. Anh Tâm cũng sẽ phải ký đầy đủ vào biên bản làm chứng việc em ký bổ nhiệm anh Nghĩa trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo, không bị ai cưỡng ép hay vì bất cứ một lý do đặc biệt nào khác. Hơi nhiều phần chuyên môn, em chịu khó đọc nhé. Những chỗ cần ký ấy, thì anh đã đánh dấu riêng ra đây rồi. Em đọc kỹ, ký, không lại sót. Vâng. Ok em ơi, bỏ đi. Đợi bố tỉnh lại rồi tính. Anh Tuấn, có cách nào khác không? Chứ tôi không muốn làm trái ý bố. Bây giờ là lúc cần một người đủ uy để đứng ra lo cho công ty và dẹp tan mọi tin tức xấu đang tràn lan bên ngoài. Chuyện này thì có gì mà lan tan nhỉ? Hà cũng chỉ ủy quyền bổ nhiệm anh làm tổng giám đốc trong vòng 2 tháng. Tới lúc sếp Trường tỉnh dậy ấy, thì mọi chuyện lại đâu vào đó thôi mà. Tôi nghĩ chỉ có anh thôi Nghĩa. Bây giờ thời gian tính bằng giây bằng phút, chứ không có nhiều thời gian cho chúng ta do dự nữa đâu. Anh không đứng ra lo cho Lan Hà ấy, thì làm sao lo tiếp cái vụ khởi tố kia được. Thôi được rồi, có giấy tờ gì hay là phải công chứng gì, anh Tuấn cứ nói với em nhé. Em ký giúp anh. Mày nhá, cô ấy không phát hiện ra mình đã ký dư vài chữ. Là do anh phối hợp. Cũng là do anh nhanh trí. Đến đúng đoạn nguy hiểm thì anh ngăn lại kịp, chứ không thì... Nói chung là mình chuẩn bị kỹ, bày binh bố trận dồn ép. Nếu không thì cũng mệt đấy. Hồ sơ đầy đủ, giấy trắng mực đen. Bây giờ Lan Hà là của anh, chúc mừng nhé. Cảm ơn anh, tôi sẽ không quên ơn này đâu. Tôi biết. Thôi, tôi xuống trước nhé. Con chờ bố lâu không? Cũng mới thế ạ. Em tặng em. Sao lại chúc mừng chúng ta? Một ngày đặc biệt. Ngày chúng ta bước ra ánh sáng. Hai mẹ con vất vả quá. Cái quái gì vậy nè? Nhìn chút ảnh đi. Ừ, đúng không? Đây. Bố chụp trước cho. Đẹp quá. Nào. Một, đẹp tên quá. Đổi kiểu. Rồi, gôn chuột cho bố mẹ nào. Chuột đẹp vào nhá. Ok. Cả nhà mình chụp nào, cả nhà mình chụp chứ. Phải có cả nhà chụp mới được. Sao cái tay lại văng ra thế này nhỉ? Ôi chị ơi, chị, cái tay. Em vừa nhìn thấy. Thấy cái gì? Cái tay của anh Trường động đậy chị ạ. Đâu? Nhưng mà... Hay là có khi mắt em bị quáng gà chị ạ? Giời. Ui! Đây đấy, chị nhìn vào xem đây đấy. Một tay anh động đậy đây này chị ơi. Đấy. Anh Trường. Anh Trường. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh nghe thấy tôi nói có đúng không? Chị ơi, anh ấy tỉnh thật rồi chị ạ. Hả? Gọi kìa cho tôi. Gọi mau lên. Cô đi tìm cái Hà về đây cho tôi. Chắc là nó chưa đi xa đâu. Nhanh lên. Dạ vâng, em đi ngay ạ. Gọi kìa. Cô ấy đi rồi.
Em đến rồi à? Em ngồi đi. Anh mất công chuẩn bị cầu kỳ như thế này để làm gì? Không ai đi ngoại tình mà khua khoáng như anh đâu. Thì em cứ ngồi đi đã. Nào. Ơ kìa. Chán nhỉ? Anh đã mất rất nhiều tâm sức chuẩn bị lên ý tưởng cho bữa tối ngày hôm nay. Sao em không có tí cảm động gì thế? Anh không tin hả? Anh đang chuẩn bị cả loài hoa mà em thích nhất đấy. Ơ kìa. Tại sao em lại chuẩn bị khóc đấy? Tại sao?